Surface Pro 8 là mẫu laptop cao cấp nhất của Microsoft ở thời điểm hiện tại dành cho công việc văn phòng. Vừa mới ra mắt được không lâu, nhưng để đặt mua được máy ở thị trường Mỹ cũng như thị trường Việt Nam là không dễ, bởi Pro 8 theo thông tin mà mình nhận được thì luôn trong tình trạng cháy hàng. Máy chỉ vừa có mặt ở Surface Việt là chắc chắn sẽ có người đến để mua ngay em nó. Còn trên bàn của mình hiện tại là một trong những chiếc Surface Pro 8 được sử dụng từ những ngày đầu mở bán. Trong video này, mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn những trải nghiệm đầu tiên của mình sau gần 2 tháng trải nghiệm thực tế em này. Thứ nhất là về thiết kế của máy. Với một thiết bị máy tính để đi làm, đặc biệt là dành cho môi trường văn phòng hiện đại, do đó mà người dùng sẽ cần một thiết bị máy tính phải đẹp và nhỏ gọn. Thay vì những chiếc laptop thô kệch, to đùng, thậm chí là chỉ có một màu đen xì như các mẫu laptop truyền thống, thì ở Surface Pro 8, điều đầu tiên mình ấn tượng đấy là chiếc máy tính này quá đẹp và sang trọng. Máy có hai màu là xám Platinum và đen mờ Graphite. Bàn phím thì có thể tháo rời và tùy chọn nhiều màu sắc khác nhau. Cá nhân mình thì mình thích màu xám hơn, bởi vì màu xám thì nhìn có một chút gì đấy sang chảnh hơn màu đen. Bởi như các bạn thấy đấy, đa số những cái dòng máy trên thị trường hiện nay thì đều có màu đen. Ấn tượng tiếp theo của mình về chiếc máy này là rất nhẹ. Máy thì chỉ có khoảng 0,9kg, tức là chưa tới 1kg, trong khi hầu hết các laptop trên thị trường hiện nay thì đều có trọng lượng từ 1 đến 2kg. Kích thước máy vừa vặn như một tờ khổ A4, rất nhỏ gọn nhẹ, thuận tiện cho việc cầm bỏ vào túi sách, ba lô để di chuyển. Nhờ có chân đế kickstand độc đáo này mà Pro 8 có thể linh động sử dụng máy ở rất nhiều tư thế khác nhau. Khi cần làm việc thì có thể gắn bàn phím tay cover lại. Khi cần viết, vẽ, phác thảo ý tưởng thì mình có thể gập hết cỡ cái chân kickstand lại. Hoặc cũng có thể tháo bàn phím ra để sử dụng ở chế độ tablet theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc để thuận tiện. Vì máy có thể cảm ứng nên không cần bàn phím, vẫn có thể thao tác sử dụng như bình thường. Có một lưu ý nhỏ, đó là khi sử dụng chiếc máy này ở chế độ tablet thì các bạn nên cầm bằng hai tay. Bởi vì dù sao với một chiếc laptop như thế này, với cái màn hình thì lên đến khoảng 13 inch và trọng lượng là 0,9kg, thì nếu cầm một tay lâu thì các bạn có thể sẽ bị mỏi tay đấy. Nói chung là Pro 8 sẽ thiên về làm việc nhiều hơn và sẽ ưu tiên cần đến bàn phím tay cover, còn chế độ tablet chỉ là sử dụng phụ bổ trợ hơn, chứ không ai dùng máy tận 13 inch cầm lên tay để làm việc được liên tục vài tiếng cả. Tóm lại là thiết kế của Pro 8 được gói gọn trong hai từ, đó là đẹp và sang trọng. Thứ hai, đó là về cổng kết nối của Surface Pro 8. Surface Pro 8 được trang bị các cổng kết nối khá cơ bản cho công việc văn phòng. Cạnh phải máy có hai cổng USB Type-C, Thunderbolt 4 và một cổng sạc Surface Connect và phím nguồn. Cạnh trái có một jack audio 3.5mm và hai phím tăng giảm âm lượng. Phía cạnh trên của máy thì không có nút bấm gì cả. Chỉ có một số ít các TV, màn hình trình chiếu và màn hình máy tính đời mới là có cổng Type-C, còn phần đông những cái màn hình rời cũ thì là cổng HDMI. Vì vậy, khi mua máy Pro 8 thì chúng ta nên mua thêm một chiếc hub chuyển đổi Type-C to HDMI để có thể xuất màn hình trình chiếu slide, thuyết trình được đơn giản, dễ dàng hơn. Khác với cổng Type-C ở các máy Surface trước đó, chỉ là Type-C Gen 2 cho băng thông chỉ 5GB, còn với cổng Type-C trên Pro 8 là chuẩn Thunderbolt 4 cho tốc độ lên tới 40GB. Do đó là khi cần truyền tải, copy file sẽ nhanh hơn, và quan trọng hơn là Pro 8 nhờ có cổng Type-C Thunderbolt 4 này có thể kết nối với eGPU card đồ họa rời để tăng sức mạnh xử lý đồ họa nâng cao hơn nếu các bạn muốn sử dụng Pro 8 để edit, render video đồ họa chuyên sâu. Thứ ba là về camera và mic. Surface Pro 8 trang bị camera trước, một camera 5MP hỗ trợ video 1080 Full HD, có hai mic thoại bên cạnh camera này, một mic là thu âm và một mic là lọc tạp âm môi trường. Phía sau là camera 10MP có hỗ trợ tự động lấy nét autofocus với video lên tới 4K.
chất lượng video ở mức đủ dùng, bởi vì chúng ta không thể so sánh cái chất lượng camera trên điện thoại so với một chiếc máy tính được. Hầu hết camera trên máy tính chỉ dừng ở mức đủ dùng, hiển thị ổn, rõ khuôn mặt. Do Pro 8 có cả camera trước và sau nên rất phù hợp với các cuộc hội thảo, họp nhóm video call mà cần cả sâu hình ảnh phía trước và phía sau của máy. Còn với các laptop khác thì chúng ta chỉ có duy nhất một webcam ở phía trước mà thôi. Thứ tư, đó là về màn hình của Surface Pro 8. Màn hình chính là điểm mà mình ấn tượng thứ hai sau thiết kế của máy và là yếu tố khiến mình yêu luôn em này. Bởi máy có màn hình 13 inch, độ phân giải khủng 2K+, 2880x1920px, mật độ điểm ảnh lên tới 267 ppi, trung bình ppi chỉ cần ở mức trên 200 là đã sắc nét và mắt người dùng không thể cảm nhận được điểm ảnh bị vỡ rồi. Thêm nữa là màn hình này rất mỏng, gần như là tràn viền phía hai cạnh. Phía cạnh trên thì có hơi dày một xíu do phải chứa cái cụm camera và mic. Giá mà Microsoft làm cho cạnh trên mỏng như hai cạnh bên thì hoàn hảo. Chắc là có thể Microsoft sẽ update thiết kế ba cạnh tràn viền trên phiên bản Pro 9 tiếp theo. Phải gọi là cực kỳ đẹp, màu sắc chính xác gần như là tuyệt đối, độ bao phủ màu sắc của máy rất cao, máy đạt 100% sRGB và 81% Adobe RGB, 83% DCI P3. Trong khi Surface Pro 7 và 7 cộng thì chỉ dừng lại ở 98 sRGB, 73% Adobe RGB và 72% DCI P3. Độ sáng của máy đạt tới 450 nit. Khi nhìn vào chiếc màn hình này để làm việc thì phải nói là quá đã luôn. Màu sắc thì rõ nét, sống động, hình ảnh thì cực kỳ trong, phải gọi là cực kỳ là no mắt. Với độ chuẩn màu sắc cao thì Pro 8 xứng đáng là một chiếc máy tính phục vụ tốt cho công việc check file hình ảnh, video đòi hỏi màu sắc cao ở một màn hình. Thêm một điều đặc biệt nữa về em này, đó là Surface Pro 8 được trang bị tần số quét màn hình 120Hz. Thay vì đại đa số các laptop hiện nay, thậm chí là các máy Surface đời trước cũng chỉ được trang bị màn hình 60Hz. Câu hỏi được đặt ra là làm việc bình thường thì 60Hz và 120Hz thì có khác gì nhau đâu? Thì đúng là 120Hz cảm giác máy mượt mà hơn một chút thôi. Lập luận này là hoàn toàn đúng với những laptop khác, nhưng với Pro 8 thì là sai. Bởi vì 120Hz với Pro 8 là thực sự cần thiết, bởi vì các bạn có thể thấy màn hình của Pro 8 là màn hình cảm ứng, vì vậy chúng ta sẽ phải sử dụng các thao tác vuốt chạm rất nhiều, thay vì sử dụng chuột di chuyển như các laptop truyền thống. Vậy nên 120Hz sẽ giúp việc thao tác cảm ứng rất nhanh nhạy, chuẩn xác. Kèm theo đó là Pro 8 cũng kết nối với bút Surface Slim Pen 2 giúp viết vẽ nốt lên màn hình. Vậy nên cảm ứng và 120Hz sẽ giúp viết vẽ lên màn hình được phản hồi tức thì, gần như không có độ trễ delay trong phản hồi với bút. Mình đang sử dụng quen, nhìn quen cái màn hình Pro 8 rồi, thành ra là mắt đã quen với những cái màn hình hiển thị cực kỳ đẹp. Bây giờ mà bảo mình đổi sang màn hình khác thì chắc chắn mình sẽ thấy chất lượng kém và tệ ngay. Nhưng mà phải công nhận là màn hình đẹp, ngồi làm việc nhìn trong thời gian dài mà không hề bị mỏi, mờ mắt chút nào, đúng là tiền nào của nấy thật. Máy cao cấp nhất của Microsoft nên họ cũng đầu tư trong chất lượng hiển thị đấy chứ. Thứ năm là về loa của máy. Surface Pro 8 được trang bị hai loa 2W, tổng là 4W, có công nghệ âm thanh Dolby Atmos đi kèm. Âm thanh to, rõ ràng, đúng dùng máy để hội thoại video, loa sẽ rất là ổn. Mình sẽ mở thử một video 4K để các bạn tự cảm nhận về màn hình và loa của máy. Do bản quyền video YouTube nên mình chỉ có thể mở video 4K thiên nhiên chứ không thể mở video âm nhạc hay là phim bom tấn được, thì các bạn thông cảm nhé. Để cảm nhận rõ hơn về màn hình và loa của Pro 8 thì mình nghĩ là các bạn nên ghé qua showroom của Surface Việt trên toàn quốc để dùng thử, nhìn thử và nghe thử để trải nghiệm thực tế hơn. Các showroom thì đều có sẵn các máy Pro 8 để các bạn có thể trải nghiệm trực tiếp. Thứ 6, đó là về cấu hình của Surface Pro 8. Khác với Pro 7 có tùy chọn là i3, i5 và i7, Pro 8 đã chỉ có hai cấu hình là i5 1135G7 và i7 1185G7. RAM 8GB, 16GB hoặc là lên tới 32GB. Bộ nhớ trong SSD 128GB
256GB, 512GB hoặc là 1TB. Mức giá bán sẽ dao động từ 34 đến 80 triệu ở thời điểm hiện tại và trong tương lai giá bán có thể thay đổi theo thời gian. Vậy nên các bạn có thể truy cập vào website surfaceviet.vn để tham khảo rõ nhất mức giá bán cũng như là quà tặng đi kèm của máy nhé. Có hai câu hỏi mà các bạn thường sẽ quan tâm về cấu hình của chiếc máy này mà mình cũng có tham khảo ở cộng đồng Surface Việt Nam. Mình đã tìm hiểu thông tin và có hỏi thêm với các anh kỹ thuật viên tại Surface Việt thì cụ thể như sau. Câu hỏi thứ nhất đó là cấu hình của Pro 8 khác gì so với Pro 7? Câu trả lời của mình là Pro 8 được trang bị Intel thế hệ thứ 11, còn Pro 7 là Intel thế hệ thứ 7. Cùng một CPU i5 đi của Pro 8 là i5-1135G7 sẽ nhanh hơn từ 20 đến 30% hiệu năng so với Pro 7 chip i5-1035G4. Câu hỏi thứ hai đó là Pro 8 bản i5 và i7 khác nhau như thế nào? Câu trả lời là cả hai con chip thế hệ 11 mới này đều có thông số khá tương đồng. Thực tế thì hiệu năng của Pro 8 bản i7 chỉ nhanh hơn từ 8 đến 10 so với bản i5. Quan trọng là i7 sẽ giữ mức xung nhịp cao, ổn định lâu hơn nên khi sử dụng máy với cường độ làm việc cao thì máy sẽ không bị nóng và giảm hiệu năng. Cả hai máy đều có thể sử dụng làm việc văn phòng rất tốt, thậm chí là các file ảnh 2D trên Photoshop, AI mở thao tác rất mượt mà, trơn tru. Hầu hết các hình ảnh banner, cover page, banner website Surface Việt thì mình đều có thể dễ dàng mở edit trực tiếp trên bản Pro 8 bản i5 mà mình đang sử dụng ở đây. Thậm chí là mở edit được cả video trên YouTube. Tất nhiên là ở mức cơ bản, chỉ là vài hiệu ứng effect chỉnh màu nhẹ. Nếu như các bạn làm việc hardcore video sẽ cài thêm nhiều phần mềm thứ ba bổ trợ thì chắc chắn rồi, máy Pro 8 mỏng gọn này sẽ không thể tải nổi. Tóm lại, đối với mình thì chiếc máy Surface Pro 8 thực sự là best choice ở thời điểm hiện tại đối với giới văn phòng bởi vì nó có thể đáp ứng được tốt nhất tất cả những ứng dụng cần thiết đối với công việc văn phòng. Vì thế, các bạn sẽ khỏi cần phải lăn tăn khi sử dụng em này. Tiếp theo, đó là về pin của chiếc máy này. Surface Pro 8 được trang bị viên pin lên tới 51,5W mà theo như giới thiệu của Microsoft là có thời lượng sử dụng pin lên tới 16 giờ. Nhưng tất nhiên, đó là mức thời lượng pin test của Microsoft ở điều kiện lý tưởng. Thực tế thì chúng ta sẽ phải sử dụng máy với nhiều app, ứng dụng khác nhau, rồi độ sáng màn hình hay âm lượng cũng sẽ tăng giảm thay đổi. Vậy nên khi sử dụng hỗn hợp thực tế, máy sẽ có thời lượng pin dao động vào khoảng 8 đến 9 tiếng. Đặc biệt là khi mình có làm hình ảnh trên Photoshop, file nặng hoặc edit video Premiere thì quạt gió cũng sẽ chạy và tản nhiệt ở khe tản nhiệt, phần viền trên của màn hình, dẫn tới là pin của máy từ đó cũng sẽ bị giảm nhanh một chút. Do đó, nếu như sử dụng máy làm việc cả video, hình ảnh thì thực tế máy sẽ có thời lượng pin rơi vào khoảng 6 tiếng. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hệ điều hành Windows 11. Surface Pro 8 được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 11 mới nhất từ Microsoft. Chính vì vậy, khi được sử dụng hệ điều hành chính chủ từ Microsoft, máy sẽ được tối ưu từ phần cứng đến phần mềm, giúp cho Pro 8 được hoạt động trơn tru, ổn định, lâu dài hơn và đặc biệt đó là nó sẽ được support update liên tục. Vậy nên ở thời điểm hiện tại, các bạn mà mua máy Pro 8 là dường như đang đi một bước trước cả thời đại rồi đấy. Giao diện Windows 11 cũng rất là đẹp, icon bo nhẹ, dạng nổi 3D, rất trẻ trung và hiện đại. Tất nhiên là các máy Surface khác cũng sẽ được update miễn phí lên Windows 11, nhưng mà để được máy ổn định nhất thì phải chờ thêm một thời gian nữa để Windows 11 được tối ưu. Còn với Pro 8 thì máy đã được tối ưu ngay từ khi xuất xưởng rồi. Về tính năng đặc biệt của máy, Surface Pro 8 được trang bị mở khóa khuôn mặt một chạm Windows Hello rất nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật. Mở khóa này cũng tương tự như các bạn sử dụng các thiết bị điện thoại có mở khóa khuôn mặt vậy, khỏi cần phải gõ mật khẩu như trên các laptop truyền thống. Surface Pro 8 hỗ trợ kết nối rất nhanh và nhạy với các thiết bị phụ kiện khác của Microsoft, ví dụ như là bút Surface Spin Pen 2 hay là chuột Surface Art chẳng hạn. Surface Pro 8 có tận 2 camera trước và sau, nên trong một số trường hợp họp online, video call,
cần chiếu thêm hình ảnh ở phía sau thì chúng ta chỉ cần bấm chuyển xoay webcam, cực kỳ là tiện lợi. Vậy cuối cùng, Surface Pro 8 dành cho đối tượng khách hàng nào? Như đã phân tích ở trên, gần như là Pro 8 có tất cả những thông số, tính năng cao cấp nhất trên một thiết bị máy tính. Vậy nên, mức giá bán cũng rất cao. Những người dùng văn phòng phù hợp sẽ là các anh chị quản lý, trưởng phòng, giám đốc. Tóm lại là những anh chị đã đi làm được vài năm và ưu tiên là cần một thiết bị để phục vụ cho công việc tốt nhất. Vì Pro 8 đâu chỉ phục vụ công việc hàng ngày, máy còn là một món đồ decor, tạo cảm hứng sáng tạo, làm việc và giúp khẳng định vị trí công việc của mình hơn. Do đó mà Pro 8 sẽ không dành cho đối tượng khách hàng là những người dùng phổ thông, mà Microsoft hướng chiếc máy này tới một tệp khách hàng nhất định. Cuối cùng, đó là chúng ta nên mua phiên bản Surface Pro 8 nào? Có rất là nhiều phiên bản cấu hình Pro 8 khác nhau, như các bạn có thể thấy ở trang chủ của Surface Việt. Và nếu để lựa chọn một option để tối ưu chi phí nhất, phù hợp với phần đông của mọi người, thì mình sẽ tư vấn đấy là Pro 8 i5 RAM 16GB và bộ nhớ trong 256GB. Lý do là vì mức RAM 16GB sẽ giúp mở nhiều ứng dụng cùng một lúc mà không bị giật máy, mà RAM thì không thể nâng cấp được rồi, nên khi chọn bản RAM 16GB thì sẽ sử dụng được máy phải tới 4 đến 5 năm. Còn bản i5 và i7 thì i5 là đủ dùng rồi, kèm theo đó là dung lượng SSD 256GB là đủ để lưu trữ dữ liệu. Nếu cần mở rộng thêm, các bạn có thể mua thêm bộ Office 365 bản quyền của Microsoft, vừa có sẵn Word, Excel, PowerPoint bản quyền, lại vừa có thêm 1TB lưu trữ online trên OneDrive mà giá thì chỉ hơn 1 triệu gì đấy thôi. Thay vì lựa chọn bản Pro 8 có bộ nhớ là SSD 1TB thì sẽ cực kỳ là đắt tiền. Tất nhiên là các bạn hay anh chị làm việc có công việc đặc thù, cần lưu trữ file nhiều hay bảo mật, không muốn lưu trữ online thì có thể lựa chọn các option là SSD 1TB. Trên đây là toàn bộ những cảm nhận của mình về chiếc Surface Pro 8 sau gần 2 tháng trải nghiệm thực tế. Một chiếc laptop rất đặc biệt, laptop 2 trong 1. Một phần là laptop để làm việc nhiều hơn và một phần là một chiếc máy tính bảng tablet để giải trí hàng ngày. Máy được cài đặt sẵn Windows 11 mới nhất, có thiết kế đẹp, thời thượng, hiện đại, màn hình tràn viền, hiển thị vô cùng sắc nét và đặc biệt là tính năng mở khóa bằng khuôn mặt, rất an toàn và bảo mật. Tất cả những gì người dùng cần có ở một chiếc laptop sẽ đều hội tụ ở Surface Pro 8. Chỉ tiếc là giá bán của em này lên tới trên 30 triệu đồng, một mức giá khá là khó tiếp cận đối với phần đông người Việt Nam. Với mình thì chắc là mình sẽ phải đi làm từ 1 đến 2 năm nữa thì mới có thể có khả năng để sở hữu em nó. Còn tạm thời thì mình vẫn sẽ tiếp tục mượn em này tại cửa hàng Surface Việt để có thể sử dụng lâu hơn và mang đến thật nhiều nội dung content về Pro 8 cho các bạn. Mọi người có thể bấm follow Surface Việt và đặt thêm thật nhiều câu hỏi cho chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.